Nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân rút khỏi ban giám khảo cuộc thi Chuông vàng vọng cổ 2024. Ban tổ chức cuộc thi Chuông vàng vọng cổ lần thứ 19 năm 2024 cho biết, sau buổi phát sóng đã ghi hình trước vòng tuyển chọn vào Chủ nhật ngày 25 tháng 8, ban tổ chức sẽ mời một nghệ sĩ khác tham gia đồng hành với cuộc thi. Theo ban tổ chức cuộc thi Chuông vàng vọng cổ lần thứ 19 năm 2024, sau những thông tin liên quan đến nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân được dư luận quan tâm, ban tổ chức đã có buổi làm việc với NSUT Vũ Luân và thống nhất rút Vũ Luân khỏi ban giám khảo vòng tuyển chọn của cuộc thi. Trước cơn sóng dư luận chung quanh các sự kiện liên quan, nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân đã chia sẻ trên trang cá nhân: "Giám khảo Chuông vàng vọng cổ, có gì vui? Mời cả nhà đón xem lịch phát sóng." Có thể thấy Vũ Luân giữ được tâm trạng khá vui vẻ, thoải mái. Nam nghệ sĩ dường như không bị ảnh hưởng bởi những ồn ào trên mạng xã hội. Ba giám khảo Chuông vàng vọng cổ lần thứ 19 năm 2024 từ vòng tuyển chọn là Thanh Hằng, Phượng Loan, Vũ Luân sẽ trở thành huấn luyện viên hướng dẫn các thí sinh tham gia vòng chung kết xếp hạng. Giám khảo vòng chung kết xếp hạng là nghệ sĩ nhân dân Thanh Nam, nghệ sĩ nhân dân Trọng Phúc và nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ. Ban giám khảo sẽ chấm điểm để chọn ra thí sinh có thành tích tốt nhất nhận giải Chuông vàng vọng cổ trị giá 100 triệu đồng.